Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mưa và sương mù. Theo bản đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội chủ yếu sẽ có mưa phùn và sương mù kéo dài đến hết tuần, duy trì có ngày thứ ba ngày 12 tháng 3, trời nhiều mây không mưa. Trong điều kiện thời tiết mưa phùn và sương mù kéo dài, tầm nhìn sẽ bị hạn chế, đồng thời cũng làm cho đường xá trơn trượt hơn. Do vậy, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, quý vị cần lái xe chậm, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với các xe đi phía trước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới, thời kỳ từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 3, khu vực phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên vào thời điểm đêm và sáng nhiệt độ vẫn ở mức thấp. Bởi vậy, quý vị nên chuẩn bị thêm áo ấm trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Thưa quý vị, tuần tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong tuần các ngày thứ 3 và thứ 5, trời xuất hiện mưa rào rải rác, tuy nhiên nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, mức nhiệt cao nhất lên đến trên 35 độ C. Trong tuần nhiệt độ duy trì ở ngưỡng từ 25 đến 35 độ C, dưới là các thông tin chi tiết. Bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, được dự báo có sóng cao từ 2 đến 3 mét biển động. Còn vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, được dự báo có sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét gió hướng Đông Bắc. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, quý vị cần bổ sung đủ nước hàng ngày, đồng thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp để bảo vệ cơ thể. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất được cập nhật trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!